thế hệ thiết bị gym như những chú robot khổng lồ đã xuất hiện tại Việt Nam. Xin giới thiệu máy đẩy ngực trên Elite Robo 02, nằm trong chuỗi sản phẩm Elite Robo đầy mạnh mẽ. Dòng sản phẩm robo mới nhất, mạnh mẽ nhất của tập đoàn Elite, tự hào sản xuất hoàn toàn tại Việt Nam. Máy đẩy ngực trên Elite Robo 02 được thiết kế bằng thép vô cùng lớn, cứng cáp, mang đến sự mạnh mẽ mà chưa có thiết bị nào trên thị trường có thể so sánh được. Màu sắc cực ngầu, cá tính nhưng không kém phần trẻ trung, năng động. Tập đoàn Elite cam kết sản phẩm được nghiên cứu khoa học dựa trên chỉ số có thể mang đến sản phẩm đúng chuẩn để liên tập vô cùng hiệu quả. Liên tập với máy đẩy ngực trên Elite Robo 02 giúp phát triển phần cơ ngực trên to và dài hơn. Đồng thời, với bài tập này còn phát triển cơ tay thêm mạnh mẽ. Hiện tại, máy đẩy ngực trên Elite Robo 02 có giá vô cùng ưu đãi, duy nhất phân phối độc quyền tại siêu thị tại gia.vn. Sản phẩm được bảo hành 1 năm, bảo trì trọn đời, giao hàng miễn phí trên toàn quốc. Máy đẩy ngực trên Elite Robo 02 không chỉ nổi bật với kiểu dáng xinh điệu cực ngầu, kết cấu máy bền vững chuyên nghiệp mà còn là sản phẩm được người tiêu dùng đánh giá cao về chất lượng. Sản phẩm tự hào vinh dự nhận được nhiều giải thưởng như giải thưởng thương hiệu xuất sắc, giải thưởng sản phẩm dịch vụ uy tín chất lượng, giải thưởng an toàn vì sức khỏe cộng đồng. Đặc biệt, Elite còn nhận được bản quyền bảo hộ quốc tế của Hoa Kỳ. Tập đoàn Elite Việt Nam sản xuất thiết bị gym với các series đa dạng mẫu mã như Elite Robot, Elite Platinum, Elite Rubidius, Elite Strength, Elite Bluetini, Elite Aptini. Ngoài ra, Elite còn nhận thiết kế sản xuất các thiết bị gym theo yêu cầu của khách hàng với nhiều mẫu mã phù hợp xu thế. Khi mua sản phẩm Elite là khách hàng đã ủng hộ hàng Việt Nam, góp phần xây dựng đất nước phát triển. Trải nghiệm mua sắm và thanh toán nhanh nhất tại siêu thị tại gia.vn. Thanh toán COD, thanh toán ATM hoặc chuyển khoản, cam kết giao hàng trong vòng 24 giờ nội thành và miễn phí lắp đặt tại nhà trên mạng lưới toàn quốc. Hoàn thiện 100% trong vòng 3 ngày nếu không hài lòng về sản phẩm. Đổi trả trong vòng 15 ngày nếu bị lỗi từ nhà sản xuất. Siêu thị đại gia.vn tự hào là nhà cung cấp uy tín hiện nay với nhiều giải thưởng xuất sắc và chế độ hậu mãi chuyên nghiệp, tận tình, chu đáo. Chi tiết liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 1800 1552.